Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày Chúa Nhật 17 tháng 3 năm 2024, cũng là Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay con có công việc đột xuất nên là con chia sẻ tin mừng ngày Chúa Nhật hơi trễ một chút. Thế nhưng con không muốn bỏ một ngày nào cả. Nên quý ông bà và anh chị em cũng tranh thủ cùng với con chia sẻ lời Chúa, lắng nghe lời Chúa ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ năm trong năm Chúa Nhật mùa chay. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philippe người Bethsaida miền Galilê và xin rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu. Ông Philippe đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy đi theo thầy, mà thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng đó nghe vậy liền nói: đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp: tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này, giờ đây thủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dâng cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã bước vào Chúa Nhật thứ năm trong năm Chúa Nhật mùa chay, chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ phục sinh. Chúa Nhật tới là lễ lá, chúng ta bước vào tuần thánh. Và trong tuần thánh thì chúng ta có ngày thứ năm lễ rửa chân, ngày thứ sáu suy tôn thánh giá, và ngày thứ bảy, sáng thứ bảy chúng ta hôn chân Chúa, và tối thứ bảy chúng ta đã có lễ vọng phục sinh rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Xin cho chúng ta cũng cố gắng tận dụng những thời gian còn lại để gắn bó với Chúa hơn và làm được nhiều việc thiện hơn. Trong những ngày vừa qua thì cũng có ít người nhắn gửi đến với con, rồi cũng nhờ con làm bác ái chỗ này chỗ khác. Thì con cùng với tất cả quý sơ thì cũng đã tất cả những nơi khó khăn cầu xin thì tùy theo cái khả năng, chúng con cũng ít nhiều cũng đang thực thi việc bác ái đến những nơi nghèo cho quý cụ, quý ông bà của tất cả anh chị em gửi gắm chúng con. Và trước khi đi vào tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa chay thì con cũng xin được ôn lại bốn Chúa Nhật trước nha. Chúa Nhật thứ nhất mùa chay đó là cám dỗ. Thánh thần đưa Đức Giêsu vào trong hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ, và Đức Giêsu đã chiến thắng những cơn cám dỗ. Chúng ta ghi nhớ nhé, nếu không có Chúa Giêsu chúng ta không thắng được cơn cám dỗ nào cả. Ngày hôm qua thì có một người nói là: cha ơi, nếu như con trai nó nghiện xì ke ma túy thì cũng đã là buồn, đây con gái con. Thì con có hỏi là thế thì cháu đã nghiện được bao lâu rồi? Ủa, cháu nó năm nay là ngoài 30 rồi, chưa có gia đình, nhưng mà cháu nó nghiện cả 7-8 năm nay rồi. Thì con nói với lại người mẹ là chỉ có Chúa mới cứu được cháu thôi, chứ còn chính cháu nó cũng không thể cứu được nó nữa. Không phải dễ dàng gì, bỏ một điếu thuốc lá là khó này, huống chi là bỏ cả một cái cơn nghiện ma túy. Đức Giêsu chiến thắng cám dỗ, chúng ta xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa, và chỉ nhờ Chúa, nhờ Đức Giêsu chúng ta mới thắng được những cơn cám dỗ. Rồi Chúa Nhật thứ hai, Đức Giêsu biến hình trên núi. Xin cho chúng ta được biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Đi theo Chúa, lắng nghe lời Chúa, thực thi lời Chúa thì chúng ta cũng được biến đổi mỗi ngày. Rồi Chúa Nhật thứ ba, Đức Giêsu vào đền thờ Jerusalem, thấy người ta buôn bán trong đền thờ và Ngài xua đuổi tất cả. Đem tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Đừng biến nhà thờ thành nơi chợ búa. Nhà thờ phải là nơi cầu nguyện, tức là gặp gỡ Chúa. Xin cho tâm hồn của chúng ta cũng là nơi để gặp gỡ Chúa. Và đặc biệt mùa chay lại là mùa mà mời gọi chúng ta kết hiệp với Đức Giêsu. Đức Giêsu là đền thờ Thiên Chúa, và khi Đức Giêsu ở trong lòng chúng ta thì lòng của chúng ta cũng là đền thờ Thiên Chúa. Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con. Rồi Chúa Nhật thứ tư,
Đức Giê-xu nói là như ông Mô-xê dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sự sống đời đời. Đức Giê-xu cũng đã ám chỉ đến cái chết qua hình ảnh con rắn trong sa mạc. Dân Do Thái đã kêu trách ông Mô-xê và Gia-vê Thiên Chúa đã để cho rắn lửa xuất hiện rồi cắn rồi chết. Ai mà kêu trách là bị rắn lửa cắn chết. Và Gia-vê Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê là lấy một con rắn đồng treo lên. Thế thì hình ảnh con rắn đồng thứ nhất cho thấy con rắn ấy đã phải chết. Hình ảnh con rắn đồng đó là thứ nhất, đó là con rắn ấy đã phải chết. Và cái thứ hai, hình ảnh con rắn đồng cũng là không phải là để tố cáo dân mà là cứu dân. Ai mà bị rắn lửa cắn nhìn lên con rắn đồng thì được cứu. Thì đây cũng là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng phải chết và Chúa Giê-xu là đấng cứu dân. Chúa không lên án ai hết. Chúng ta nhớ nha, Chúa không lên án ai hết. Chúa cũng không muốn cho ai chết trong tội. Chúa đến trần gian là cứu tất cả chúng ta. Vì thế Chúa đến trần gian này là, thứ nhất, Chúa chết vì tội lỗi chúng ta. Nhưng Chúa không kết án chúng ta. Chúa lại muốn chúng ta nhờ đến Chúa mà được sống. Như ông Mô-xê dương cao con rắn trong sa mạc, Đức Giê-xu ám chỉ đến việc Ngài sẽ phải chết. Nhưng cái chết của Đức Giê-xu lại là cái chết mang lại sự sống đời đời cho tất cả chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ năm. Chúa Nhật thứ năm, chúng ta cùng đi nhé. Chúa Nhật thứ năm, sáng hôm nay thì con cũng đã dâng hai lễ rồi. Một lễ cho quý sơ và một lễ dỗ cho một người thân. Bây giờ con mới về nhà, chia sẻ lời Chúa cho ông bà và anh chị em. Khi ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có mấy người Hy Lạp. Người Hy Lạp là người dân ngoại. Trong những cái dịp lễ lớn của người Do Thái ở Jerusalem thì cũng có những người dân ngoại. Giống như là lễ Giáng sinh của chúng ta đấy, thì ngoài cái việc người có đạo đi lễ thì cũng có những người lương dân thì cũng vào đó dự lễ. Thì trong dịp lễ, đây là dịp lễ vượt qua, dân Do Thái tiến về đền Jerusalem để hành hương, giống như chúng ta đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao hay là hành hương Đức Mẹ La Vang vậy đó. Thì cũng có những người dân ngoại Hy Lạp đến. Họ gặp ông Philippe là tông đồ của Chúa Giê-xu. Và xin ông Philippe rằng: thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-xu. Đây cũng là một câu hay. Chúng tôi muốn gặp ông Giê-xu. Thì chúng ta cũng phải cầu nguyện. Con thì con cứ hay cầu nguyện tối trước khi đi ngủ. Con nói: Chúa ơi, con không gặp được Chúa ban ngày thì xin cho con gặp ban đêm đi. Và thỉnh thoảng thì có những cái giấc mơ gặp được Chúa Giê-xu thì con cũng rất là thích. Khi mà tỉnh dậy là nhớ lại cái giấc mơ đó. Chỉ mong là, nói thẳng là chỉ mong tối nào cũng mơ gặp Chúa, gặp Đức Mẹ đấy. Nhưng mà đôi khi cũng gặp ma quỷ nha. Trời ơi, gặp ma quỷ là dậy là mệt lắm, rất là mệt mỏi. Chắc là hôm đó là người mình nó không được khỏe đó. Gặp ma quỷ nó rượt chạy không nổi. Nhưng mà có những ngày mơ gặp Chúa thì rất là hạnh phúc ha. Thế thì những người Hy Lạp này nói với tông đồ Philippe rằng là: chúng tôi muốn gặp ông Giê-xu. Không biết là gặp vì cái lý do gì mà tin mừng thì không nói rõ, nhưng mà nó là người dân ngoại ha. Ông Philippe nói với ông Andre và ông Andre cùng với ông Luphê đến thưa với Đức Giê-xu: thầy ơi, có mấy người dân ngoại muốn gặp thầy. Đức Giê-xu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Cách đây mấy ngày thì dân Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái thì người ta căm ghét Đức Giê-xu, bởi vì Đức Giê-xu làm những cái chuyện mà gọi là không có theo cái tập tục của người ta, chữa bệnh hay sa bát hay là thế này thế khác. Người ta muốn bắt Đức Giê-xu nhưng mà không ai tra tay bắt được, bởi vì giờ của Chúa chưa đến. Và hôm nay những người dân ngoài, những người Hy Lạp đến thì chắc là Đức Giê-xu cũng đã linh cảm rằng là giờ là thôi thì cũng đã tới đỉnh điểm rồi. Cũng đã đến lúc mà Đức Giê-xu cần phải sẵn sàng để cho người ta bắt, để cho người ta giết, để cho người ta trao nộp. Chúa Giê-xu biết giờ của người. Chúa Giê-xu biết giờ của người. Chúng ta đi theo Chúa, nhiều người cũng biết giờ chết. Thế sáng nay con đi dâng lễ dỗ nha. Bà má đỡ đầu của con, tức là khi con sinh ra ở trong trại lính đó, thì bạn của ba con là đỡ đầu cho con. Thì là hôm nay là dỗ 100 ngày cái người mẹ đỡ đầu, tức là vợ của ông bố đỡ đầu con đó. Tức là bà biết giờ bà chết luôn, bà gọi hết con cái bà lại rồi chăn chối hết tất cả mọi sự nha. Sau đó là đọc kinh là bà mất. Thì con cũng gặp rất nhiều trường hợp là nhiều người cũng biết cái giờ ra đi của mình. Thì Chúa Giê-xu là biết rõ, Chúa Giê-xu biết trước và Ngài biết rõ. Và hôm nay thì có những người Hy Lạp đến muốn gặp tôi, muốn gặp ông Giê-xu. Thì có lẽ là với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần thì Đức Giê-xu cũng đã biết là thời giờ cũng đã đến lúc mà Đức Giê-xu cần phải chết
cho tất cả nhân loại. Giờ đây đã đến giờ con người được tôn vinh, tức là giờ Đức Giêsu, giờ chết của Đức Giêsu cũng là giờ sống lại, cũng là giờ Đức Giêsu được tôn vinh đấy. Trong cuộc sống của chúng ta này, chúng ta hy sinh. Có một câu danh ngôn mà con đã chia sẻ với ông bà và anh chị em đấy: sống vì người khác thì khổ đấy, thế nhưng cuộc sống ấy mới là cuộc sống có ý nghĩa. Khi chúng ta biết hy sinh cho người khác, khi chúng ta biết chịu đựng cho người khác, thì đấy là cuộc sống có ý nghĩa. Giờ Đức Giêsu chịu đau khổ, chịu chết thay cho nhân loại, thì cái giờ Thiên Chúa Cha tôn vinh cười, vì người đã hoàn toàn thực hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chúa Cha muốn cứu nhân loại qua việc Đức Giêsu chết thay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để chết thay cho tất cả chúng ta. Thế thì Đức Giêsu đã biết giờ của người đã đến, giờ người sẵn sàng đi vào cái chết thay cho nhân loại. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, Chúa Giêsu ví mình như là một hạt lúa gieo vào lòng đất, là gieo vào thế gian, cần phải chết đi. Nếu không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Thì đây là một triết lý ha, triết lý cha mẹ hy sinh cho con thì con cái tốt hơn. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hy sinh cho anh chị em mình thì chúng ta cũng tốt, và anh chị em của chúng ta cũng tốt. Đây, chúng ta cách đây mấy ngày thì con với lại ông cha quản lý chúng con đi vô bệnh viện ung bướu để thăm cái khoa nhi đấy. Trời ơi, các em nó còn nhỏ xíu à. Con nói với Chúa: Chúa ơi, các em nó vô tội, rất là vô tội, mà sao các em nó mang nhiều bệnh tật đau khổ quá. Thế thì sau khi thăm viếng xong rồi ra ngoài cổng đợi cha ra đón xe, để cha lấy xe ra, cha lấy xe ra, cha đứng, cha cũng cứ tưởng là mình thấy mà hóa ra mình cũng không thấy. Con cũng đang, con cứ đang suy nghĩ. Thế thì sau đó cha mới nói là: mới đi có tí mà làm gì suy nghĩ ghê vậy. Thì con mới nói là: thật sự thì thấy không thấy thì thôi, thấy thì lại cứ nghĩ ngợi. Bây giờ thì anh cũng nghĩ là phải có một cái chương trình, chứ không để mà giúp đỡ các em, chứ không thể nào mà có bữa không như vậy được. Thế thì cần phải có một cái chương trình. Nhưng mà thôi thì trước tiên là mình cứ thao thức, cứ cầu nguyện, nhưng mà phải có một cái chương trình, chứ giúp cho các em thiếu nhi. Các em toàn là những người vô tội, nó thật. Giúp cho các em thiếu nhi này, nhà nó nghèo, mà ông anh của con ông nói bây giờ một cái đứa trẻ mà nó bị ung thư, dù nó có gia đình giàu đi chăng nữa thì cũng vẫn cần sự giúp đỡ. Bởi vì đôi khi chúng ta giúp đỡ họ, nó là một cái chia sẻ cả cái tình thương nữa, là một cái lời động viên họ, an ủi họ rất là nhiều. Nên là nói thật sự nha, có nhiều người họ rất là đầy đủ, mình chỉ giúp họ một ít sữa ít gì thôi, họ vẫn nhận và họ coi đó là một cái lọc. Họ pha cái lọc đó cho con họ uống, rồi sau đó nha, họ giúp ngược lại mình. Đấy. Đấy, họ, tức là trong cái lúc đau bệnh thì cái vấn đề của cải nó tự động nó cũng không bằng những cái giá trị tinh thần nữa, không? Ai yêu Chúa Giêsu nói: nếu hạt giống gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Đức Giêsu ám chỉ rằng Ngài sẽ hy sinh và hy sinh đến chết cho nhân loại, và đây cũng là triết lý sống cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta hy sinh cho người khác mà hy sinh tận cùng là hy sinh đến chết, thì cứ tự nhiên thì xem ra nó có vẻ đau thương và thiệt thòi. Nhưng đấy là một cuộc sống có ý nghĩa, và Thiên Chúa Cha sẽ tôn vinh ai biết hy sinh cho người khác. Thiên Chúa Cha sẽ tôn vinh ai hy sinh cho người khác. Bằng chứng là Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Đức Giêsu khi Ngài đã chết thay cho tất cả chúng ta. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được mạng sự sống đời đời. Tức là bình thường, đại khái là sáng hôm nay này, thì trên chuyến đi thì cũng có một cái anh ấy đi với chúng con, thì anh bảo: con nói thật với cha chứ bây giờ gia đình mình còn nghèo muốn chết thì làm sao mà tham gia, mà đi tham gia hội này hội kia rồi đi tham gia bác ái được. Thế thì con nói với anh ấy rằng là con không làm thì cũng là một cái thiệt thòi cho con. Bây giờ thì ai cũng cứ nói là bao giờ gia đình mình đầy đủ rồi thì mình mới giúp, thì đâu còn ý nghĩa gì. Bây giờ gia đình con nghèo mà con vẫn cố gắng để con chia sẻ với người khác thì nó ý nghĩa hơn nhiều chứ. Mà nói thẳng là đợi đến khi nào mình mới đầy đủ. Thì Chúa Giêsu nói là ai mà cứ lo cho bản thân mình cuối cùng mất hết. Còn ai thôi liều liều đi, mình có một đồng mà mình nói nhà mình phải hai đồng mới đủ, mà mình mới có một đồng sao mình giúp. Không, nhà có một, mình có một đồng, mình ngắt ra một tí xíu cho người khác, mình hy sinh một tí thì được. Cũng ông bà nhà ta có cái câu là cái gì nhỉ, nhiều no ít đủ, ít cũng vẫn đủ, là bởi vì người ta biết chia sẻ. Chúa Giêsu nói rằng ai mà cứ lo cho mạng sống mình ấy,
lo cho bản thân thì cuối cùng mất trắng. Còn ai mà hy sinh bản thân mình, hy sinh, ai liều mất mạng sống mình, ai hy sinh. Chúa nói là Chúa nói tới cả cái mạng sống, còn đây chúng ta nói chỉ 500-300 ngàn thôi mà mình cũng còn cảm thấy là khó chia sẻ, thì mạng sống sao chia. Con nói này con có là nói cho chính con nữa chứ không phải không. Nhưng mà con bây giờ thì con cũng quyết tâm là thôi thì ít là con cũng biết đi thăm viếng những cái người khó khăn. Ai phục vụ thầy thì sẽ đi theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Chúa Giêsu nói ai muốn phục vụ thầy thì đi theo thầy. Thầy ở đâu? Đức Giêsu ở đâu? Đức Giêsu chuẩn bị đi vào cái chết đây này. Đức Giêsu đi vào đau khổ, Đức Giêsu đi vào sự thua cuộc, Đức Giêsu đi vào sự coi khinh. Nói chung là Chúa ở đâu thì mình ở đó. Và đặc biệt là Chúa ở những nơi đau khổ, vì Chúa thương người ta. Người có tấm lòng thì là cứ thích đến vào những cái nơi đau khổ. Giống như mẹ Teresa, cái chỗ nào mà bần cùng nhất thì mẹ đi vào. Cái chỗ nào mà bần cùng ổ chuột, ổ chết là mẹ đi vào. Còn cái chỗ sang trọng thì thôi cũng không hợp. Thì Chúa nói là bây giờ muốn đi theo Chúa, muốn phục vụ thì thôi, thì Chúa ở đâu mình ở đó. Và cụ thể là Chúa ở thập giá, Chúa ở trên cây thập giá, Chúa ở trên cây thập giá, tức là Chúa ở những nơi đau khổ. Thôi thì chúng ta theo ngay thì chắc chưa được, nhưng mà mình cũng phải tập, cũng phải tập từ từ. Ai phục vụ thầy thì đi theo thầy, thầy ở đâu thì kẻ phục vụ thầy ở đó. Thầy ở thập giá thì mình cũng phải ít là mình đứng dưới chân thập giá. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Nếu mà chúng ta đi theo Chúa thì Thiên Chúa Cha cũng yêu thương chúng ta. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này. Đối diện với cái thập giá thì với cái chết, thì Đức Giêsu mang thân phận con người thì ngài cũng xao xuyến. Và Chúa Giêsu cũng phải biết cầu nguyện, lạy cha xin cứu con khỏi giờ này. Thì đây cũng là lời cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đau ốm. Con thấy bà chị con ấy, lúc mà ung thư giai đoạn cuối, chị cứ nói Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Thì con nghĩ là đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, lạy cha xin cứu con, lạy cha xin cứu con. Nhưng cũng chính giờ này mà con đã đến, tức là Chúa Giêsu sẵn sàng đi vào cái chết. Chúa Giêsu lo buồn, Đức Giêsu cũng có những cái lo sợ khi vào cái chết, nhưng Chúa Giêsu vẫn chọn lựa cái sứ vụ đó. Giống như là trong đời tu của anh em chúng con thì cũng có những người anh em, ví dụ như là được sai đi đến một cái vùng biên cương đi, thì nghĩ đến rất là sợ, nhưng vẫn chọn, dám chọn đi vào cái sợ. Dám chọn đi vào cái bấp bênh, dám chọn. Con nghĩ cái đó cũng rất là tuyệt vời. Con thì nói chung là cũng không hay lắm đâu, nhưng mà thôi thì nhờ lời Chúa thì mình cũng phải đánh động mình một chút ha. Đức Giêsu nhìn vào cái chết, ngài cũng xao xuyến, nhưng ngài vẫn chọn đi vào con đường đó. Chính vì giờ này mà con đến ha. Đức Giêsu đáp lạy cha xin, thầy biết tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng cũng chính vì giờ này mà con đến. Lạy cha xin tôn vinh Thiên Chúa Cha ủng hộ việc Đức Giêsu đi vào cuộc khổ nạn, và ngài sẽ tôn vinh Thiên Chúa Cha. Thì vì thế ngài sẽ tôn vinh Đức Giêsu, và vì thế Đức Giêsu nói rằng Thiên Chúa Cha nói như vậy là vì ông bà và anh chị em, vì các người. Nếu các người tin vào tôi thì các người cũng được Chúa Cha tôn vinh. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Đức Giêsu muốn khẳng định là cái chết của Đức Giêsu cũng là tiêu diệt sự chết. Thủ lãnh thế gian là cái chết. Thủ lãnh thế gian là cái chết. Giờ đây thủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài. Tức là khi Đức Giêsu chết và phục sinh thì là ngài cũng tiêu diệt. Cái chết là tiêu diệt thủ lãnh thế gian. Nên ngài nói thủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi một khi được dâng cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu khẳng định cái chết của Đức Giêsu mang lại hồng ân cứu độ, mang lại sự sống đời đời cho muôn dân. Một khi tôi được dâng cao lên khỏi mặt đất, tức là khi tôi bị đóng đinh trên thập giá đó, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi, tức là sẽ đưa mọi người lên thiên đàng. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Một khi tôi dương cao, phần tôi một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, ngài lại dùng cái từ được, tức là Đức Giêsu sẵn sàng đi vào cái chết, và việc ngài người ta đóng đinh ngài trên thập giá thì cũng coi như là ngài được tôn vinh. Giống như là các thánh tử đạo đi, bị người ta giết, nhưng mà các ngài lại nói là chúng tôi được cái phúc tử đạo.
Thế thì tóm tắt bài tin mừng ngày Chủ nhật thứ năm, chúng ta nhớ cái câu mà Chúa Giêsu nói thôi: nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu thối đi thì nó sẽ sinh được nhiều bông hạt. Và cụ thể Đức Giêsu chính là hạt giống chết đi cho tất cả chúng ta để sinh ra sự sống đời đời cho tất cả chúng ta. Thế thì chúng ta cũng vậy, chẳng có con đường nào khác ngoài con đường tôn vinh đó. Xin cho chúng ta cũng biết sống vì người khác nhé. Chúng ta cũng đừng, Chúa bảo đừng ai mà cứ lo mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống. Bây giờ mình thì mình cứ nói nhà mình còn thiếu cái này, mình thiếu cái kia, nhưng mà thôi thì mình thiếu thì thiếu, mình vẫn có thể hy sinh. Thiếu nhưng nếu chúng ta hy sinh thì chúng ta vẫn có thể chia sẻ được nhé. Nhà chúng ta thiếu nhưng nếu chúng ta biết hy sinh thì chúng ta vẫn chia sẻ được. Thế thì chúng ta chưa thể hy sinh cả mạng sống thì chúng ta hãy tập hy sinh từ những cái nhỏ nhỏ. Hy sinh đó là biểu hiện của cái chết. Và nếu hạt giống mà chết đi thì sẽ sinh được nhiều hạt khác. Thì nói thẳng ra là khi chúng ta biết hy sinh vì người khác thì đấy là cái phần cái phước cho cuộc đời của chúng ta và con cháu chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.